Tính đến tháng 10 năm 2020, doanh thu phòng vé tích lũy của Lưu Hạo Nhiên với những bộ phim mà cậu tham gia đã vượt qua mốc 10 tỷ nhân dân tệ. Cho đến nay, đa số những minh tinh điện ảnh có tổng doanh thu phòng vé trên 10 tỷ tệ là các diễn viên kỳ cựu thuộc phái thực lực như Hoàng Bột, Ngô Kinh hay Đặng Siêu. Duy chỉ có Lưu Hạo Nhiên thuộc thế hệ sau 95 duy nhất đạt được thành tích này khi chỉ mới 23 tuổi. Dịp Quốc khánh Trung Quốc năm 2020, Lưu Hạo Nhiên tiếp tục có thêm một bộ phim ăn khách khác ngoài rạp, đó là Tôi và Quê hương tôi. Năm 2019, năm diễn viên cùng tham gia một bom tấn điện ảnh cũng ra mắt vào dịp Quốc khánh, đó là Tôi và Tổ quốc tôi. Liên tiếp những bộ phim có sự góp mặt của ngôi sao sinh năm 1997 đạt được thành công lớn về mặt doanh thu phòng vé đã giúp tên tuổi của Lưu Hạo Nhiên được khẳng định trong lòng khán giả và giới chuyên môn. Nam diễn viên đã thể hiện rất tốt vai diễn của mình trong các tác phẩm điện ảnh, truyền hình kinh điển và được mệnh danh là em trai quốc dân, từ Thám tử phố Tàu, Yêu miêu chuyện cho đến Kiến quân đại nghiệp đều là những bộ phim đoạt doanh thu khủng tại phòng vé. Ngay cả hai bộ phim truyền hình do Lưu Hạo Nhiên đóng chính là Điều tuyệt nhất của chúng ta và Cửu Châu phiêu miểu lục đều đạt được rating rất cao và giúp anh chàng giành được nhiều giải thưởng danh giá. Đẹp từ trong phim, Lưu Hạo Nhiên gia nhập làng giải trí từ năm 2013 sau khi tham gia bộ phim Chuyện tình Bắc Kinh của đạo diễn Trần Tư Thành. Trong phim, Hạo Nhiên đóng cặp cùng nữ diễn viên trẻ xinh đẹp Âu Dương Nana. Cả hai đã viết lên một chuyện tình học đường đẹp thuở niên thiếu. Sự thể hiện tự nhiên, hợp đôi với những khoảnh khắc tình đầu trong trẻo giúp cho họ trở nên nổi tiếng. Âu Dương Nana vào vai Lưu Tinh Dương, cô bé có khả năng chơi đàn cello điêu luyện. Tinh Dương muốn tham gia một cuộc thi âm nhạc nhưng cha mẹ cô phản đối và sắp xếp để cô bé đi du học. Trong khi đó, Lưu Hạo Nhiên thủ vai anh chàng Tống Ca, có khả năng nhìn thấy ánh sáng sau lưng người khác. Màu sắc của ánh sáng đó thể hiện sự hạnh phúc của họ. Tống Ca thầm thích cô bé Tinh Dương bởi cậu nhìn thấy sau lưng Lưu Tinh Dương một đứa cánh thiên thần đặc biệt, vậy nên cậu thường theo cô trên chuyến xe buýt đến trường. Chuyện tình gà bông của cả hai không có kết thúc đẹp, nhưng những cảm xúc về kỷ niệm mà họ dành cho nhau thì tuyệt vời đến nỗi ai cũng muốn trải qua một lần trong đời. Năm 2016, Lưu Hạo Nhiên lại một lần nữa làm sao xuyến trái tim khán giả với vai diễn Dư Hoài trong bộ phim Điều tuyệt vời nhất của chúng ta. Trong phim, Hạo Nhiên vào vai một anh chàng học giỏi, điển trai, thầm thích cô bạn gái ngồi cùng bàn Cảnh Cảnh do Đàm Tùng Vận thủ diễn. Cách bày tỏ tình cảm của Dư Hoài không ồn ào bùng nổ, đó là những cử chỉ quan tâm mà chúng ta phải tinh ý để có thể cảm nhận. Đó là những khi Dư Hoài vuốt tóc Cảnh Cảnh, khi cậu lo lắng cho cô bạn vì học kém mà phải đổi chỗ, hay đó là khi Dư Hoài tìm mọi cách gặp gỡ người mình thầm mến, ghen tuông khi thấy cô thân thiết cùng người con trai khác. Những biểu hiện ngượng ngùng dễ thương của cặp đôi khiến khán giả như nhìn thấy câu chuyện niên thiếu của chính mình trong đó. Dư Hoài và Cảnh Cảnh đã trở thành cặp đôi học đường được yêu thích nhất từ đầu năm 2016 đến nay. Đặc biệt, khán giả còn bất ngờ hơn khi Đàm Tùng Vận hơn tuổi bạn cùng bàn Lưu Hạo Nhiên tới 7 tuổi. Tuy nhiên, điều này chẳng thể làm thay đổi được sự cuồng nhiệt của người hâm mộ khi tìm cách tác thành cho cặp đôi. Thân thiết ngoài đời. Kể từ khi cùng tham gia Chuyện tình Bắc Kinh, Lưu Hạo Nhiên và Âu Dương Nana là trở thành bạn bè cực kỳ thân thiết của nhau. Lưu Hạo Nhiên không chỉ quen biết với Nana mà còn có mối quan hệ thân thiết cùng cả gia đình cô. Cả hai cũng được mời tham gia show hay các sự kiện cùng nhau. Sự tự nhiên như anh em một nhà khiến người hâm mộ luôn cho rằng họ có tình cảm thực với nhau. Thậm chí trên trang cá nhân của mình, Lưu Hạo Nhiên cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh và các hoạt động của Âu Dương Nana. Người hâm mộ còn đùa rằng vào thời điểm đó anh chỉ có ăn, ngủ và Âu Dương Nana trong cuộc sống. Về phía Nana, cô cũng khẳng định bản thân hiện nay không nghĩ đến chuyện tình cảm bởi vì còn nhỏ và đã có Lưu Hạo Nhiên là bạn khác giới. Cặp đôi dành tặng cho nhau những nickname riêng. Nana gọi Hạo Nhiên là chị gái, trong khi đó Nana là cậu em trai đáng yêu của Hạo Nhiên. Và đến bây giờ, tình cảm giữa hai anh em vẫn rất tốt. Đàm Tùng Vận sinh năm 1990, hơn Lưu Hạo Nhiên tới 7 tuổi. Cô sở hữu khuôn mặt nhỏ nhắn, trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Đàm Tùng Vận thường xuyên đóng cặp cùng các nam diễn viên nhỏ tuổi hơn, nhưng không ai nhìn thấy sự chênh lệch tuổi tác là nhỏ lợi thế này. Sau thành công của Chuyện tình học đường cùng Lưu Hạo Nhiên trong Điều tuyệt vời nhất của chúng ta, Đàm Tùng Vận và bạn diễn trẻ bị bắt gặp thường xuyên có những hành động tình tứ, quan tâm đến nhau. Cả hai thân thiết khoác vai nhau đi trên đường rất tự nhiên mà không để ý đến ánh mắt của người xung quanh. Những hình ảnh này được công ty truyền thông Phong Hành ghi lại, ngay lập tức làm dấy lên tin đồn phim giả tình thật của cặp chị em dễ thương này. Mặc dù cả hai không lên tiếng xác nhận, nhưng người hâm mộ vẫn hy vọng bộ phim sẽ tác thành cho cặp đôi. Tuy nhiên hiện nay cả ba vẫn đang là những diễn viên trẻ với nhiều cơ hội ở phía trước, nên việc công khai yêu đương khó có thể xảy ra. Dẫu vậy, người hâm mộ vẫn sẽ ủng hộ sự nghiệp của họ ngày càng vươn xa và chờ đợi người có tình sẽ thành quyến thuộc. Cách đây không lâu, Lưu Hạo Nhiên đã được chọn làm đại sứ cho Liên hoan phim Bách Hoa và Kim Kê Trung Quốc năm 2020. Hy vọng trong tương lai sắp tới, Lưu Hạo Nhiên sẽ có thêm những cột mốc ấn tượng trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Chưa hết, về phần cô nàng Đàm Tùng Vận, dù chưa được xếp vào hàng tiểu hoa nhưng lại hợp tác với rất nhiều bạn diễn đình đám, thậm chí còn được mệnh danh là nữ hoàng chemistry. Khương Triều, mùa hè của Hồ Ly. Khương Triều là nam diễn viên trẻ có gương mặt điển trai và thể hình lý tưởng. Anh từng ghi dấu ấn với vai diễn Tịch Thành trong Tiểu Thời Đại, nhưng đáng nhớ nhất vẫn là vai tổng tài Cố Thừa Trạch trong Mùa hè của Hồ Ly. Bộ phim tạo nên một cơn sốt nho nhỏ vào năm 2017. Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu của cô nàng Lê Yến Thư, Đàm Tùng Vận và anh chàng Cố Thừa Trạch, Khương Triều. Cố Thừa Trạch là CEO tập đoàn Cố Thi, một tập đoàn lớn của Trung Quốc. Không có cốt truyện quá mới mẻ, nhưng Mùa hè của Hồ Ly ăn điểm nhờ tương tác ngọt ngào của cặp đôi chính. Ngô Lỗi, thiếu nữ toàn phong.
sau nhí đình đám của Cbiz hợp tác cùng đàn chị Đàm Tùng Vận trong Thiếu Nữ Toàn Phong. Trong phim, hai người vào vai cặp đôi oan gia Diệc Phong, Hiểu Huỳnh được khán giả yêu thích không thua kém gì cặp đôi chính. Không ít fan đã suýt xoa trước ánh nhìn thâm tình của nhị sư huynh Diệc Phong dành cho Hiểu Huỳnh. Hùng Tử Kỳ, từng đóa bọt sóng. Hùng Tử Kỳ sinh năm 1992, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2011, nhưng phải đến bộ phim truyền hình Từng Đóa Bọt Sóng thì tên tuổi của anh mới được công chúng biết đến rộng rãi. Dĩ nhiên, sức hút của Từng Đóa Bọt Sóng có công không nhỏ nhờ nữ chính Đàm Tùng Vận. Cặp đôi vận động viên Đường Nhất Bạch và cô phóng viên tập sự Vân Đóa từng khiến khán giả mê mẩn mùa hè năm 2017. Nhậm Gia Luân, Cẩm Y Chi Hạ. Không quá lời khi nói Cẩm Y Chi Hạ là phim truyền hình gây bất ngờ nhất thời điểm hiện tại. Bằng kinh nghiệm diễn xuất cũng như sự kết hợp ăn ý trong từng cảnh quay, cặp đôi chính Nhậm Gia Luân, Đàm Tùng Vận khiến người xem không thể rời mắt khỏi phim. Cẩm Y Chi Hạ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Lam Sắc Sư Phân. Phim xoay quanh hành trình phá án của Cẩm Y vệ Lục Dịch, Nhậm Gia Luân và bổ khoái của Lục Phiến môn viên Kim Hạ, Đàm Tùng Vận. Hai người hai tính cách trái ngược nhau nhưng bất đắc dĩ lại cùng nhau liên thủ, từ đó nảy sinh nhiều tình huống giờ khóc giờ cười nhưng cũng không kém phần ngọt ngào. Tống Uy Long, nhân danh người nhà. Tống Uy Long có chiều cao khủng 1m83, cùng gương mặt điển trai khá ăn hình, được rất nhiều fan nữ yêu thích. Sau Phượng Tù Hoàng, anh chàng tái xuất hoành tráng trong vai phi công Nguyên Tống trong Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc. Nhưng Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc không phải phim duy nhất của Tống Uy Long trong năm nay, mà còn có cả Nhân Danh Người Nhà đóng cùng Đàm Tùng Vận, Trương Tân Thành. Nụ hôn giữa cặp đôi chị em Tống Uy Long, Đàm Tùng Vận trong phim được chia sẻ dần dần, lọt top từ khóa nóng của Weibo. Cảnh nam thần họ Tống nhấc bổng đàn chị rồi khóa môi ngọt ngào khiến dân tình không khỏi suýt xoa.